Thưa quý vị, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 thì những hình ảnh lực lượng y tế tuyến đầu miệt mài làm việc ngày đêm không ngại gian khó đã khiến cho nhiều người xúc động. Rất nhiều sự ủng hộ bằng vật chất, tinh thần của các tổ chức cá nhân đến từ mọi miền đất nước đã chuyển đến lực lượng y bác sĩ trong tâm dịch như một sự sẻ chia, tri ân vì những sự cống hiến thầm lặng. Và mới đây, dược phẩm Vinh Gia ủng hộ 1 tỷ đồng quy bằng hiện vật cho lực lượng tuyến đầu chống dịch ở hai tỉnh là Bắc Giang và Bắc Ninh. Theo đó, công ty dược phẩm Vinh Gia đã ủng hộ hiện vật là sản phẩm đông trùng hạ thảo trị giá 1 tỷ đồng cho tuyến đầu chống dịch tại hai điểm nóng về dịch COVID-19, lần này là Bắc Giang và Bắc Ninh. Đông trùng hạ thảo từ lâu được đánh giá là dược phẩm quý của Đông dược Việt Nam. Với hàm lượng hoạt chất quý, đông trùng hạ thảo được chuyên gia đầu ngành đánh giá cao về khả năng tăng cường sức đề kháng trong thời điểm dịch bệnh hiện nay. Viên nang và trà đông trùng hạ thảo do dược phẩm Vinh Gia ủng hộ được đánh giá là tiện lợi, dễ sử dụng, phù hợp với các y bác sĩ đang làm việc trong môi trường chống dịch cường độ cao. Theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế thì bên mình cũng có những cái kế hoạch để hỗ trợ thêm những cái khu vực nếu mà có tình hình dịch bệnh diễn ra thì cũng để hỗ trợ thêm những cái sản phẩm của công ty, nhất là đông trùng hạ thảo Vinh Gia, để hỗ trợ cho tăng sức đề kháng cho những các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tỉnh cũng thành lập một cái ban về tiếp nhận cũng như là phân bổ những cái quà tặng của các mạnh thường quân. Sau khi nhận được về thì tổ sẽ là tổng hợp và lên cái phương án phân chia cho các đơn vị trực tiếp phòng chống dịch để coi mà gửi vào các đơn vị sử dụng cho nó phù hợp tùy theo cái chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị để làm sao mà các sản phẩm của mình được chuyển đến tận tay các cán bộ y tế đang tham gia phòng chống dịch. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên dược phẩm Vinh Gia chung tay cùng xã hội trong cuộc chiến đẩy lùi COVID-19. Năm 2020, đơn vị này đã góp phần xây dựng siêu thị Hạnh Phúc Không Đồng, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết, hỗ trợ người dân mất thu nhập do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.